Hello, hello em. Lo mệt, lê bà đại. Yeah.
Let's go. Vì đây này có đất một miền giáp arrow đó, bố chắc bắt chắc khó nhưng cái này nó cũng không nhiều người chơi. Bởi vì nó biết là cái này của cái block bait này nó rất dễ là bị counter bởi vì một khi mà preset nằm xuống là gần như là thua, bởi vì chỉ có một preset là quân chính tông tốt rồi. Oh!
up chair the aperture. When you reset up chair, okay. Thực ra trong cái chân vừa rồi lava anh ta chỉ cần thảm giảm lên rồi cần phải arrow arrow để biết còn khi xét được biết được phải để mong muốn mình sẽ sẽ kèm sẽ là một lỗi khó cho nó nhưng player lava này và chỉ cần đẩy cái cương thôi thì cô ăn sẽ được một chút vào trong cái mặt chất này để cần cầu thi xếp đầu tiên đấy thám đoạn lên đầu lên thì sẽ bắn vào cái cương tuy nhiên thì khi thả lên cái độ của mình nó lao cũng còn nhiều hơn cầu thi xếp bắn thẳng thi xếp vào đúng lúc đấy cầu thi xếp Giant lightning, long arrows, I counter. Nó hack counter, nó hack counter, nó hack. 50, đối này nó lightning chả sợ, bóc bên chẳng bao giờ chả sợ lightning. Nhưng mà nếu mà trong cái combo mà nó dùng lưới, nó sẽ dùng lightning chẳng biết là sao rồi này. Arrow cho reset và lock cho body game. Perfect, perfect. Nhưng mà chuyện này nó không khó, thì nếu mà dồn đi đi nhiều như vậy, chẳng lẽ bác bạn đi ta đánh lục quá nhiều. Không biết như vậy. Thằng ba ba đi ăn, chân này phải dùng đi lên thì sẽ... Arrows. Đúng rồi, thả như vậy. Close. Quá nhiều counter Bavaria, rất nhiều lần mà khi xếp lên cho mình. Mặt chắc này, mình thấy mình đã từng thấy một mặt chắc mà mình đã áp thông tin chính thức mình. Còn mặt chắc của Kiki đánh với lại 4 spell nhỏ chứ mà là 1 spell to. Mà thực sự lock bait mà gặp được spell nhỏ thì mình đánh cực kỳ khó. Đúng không phải thái, không phải thái. Xem xong cần thông trang. Yay. Lightning. Một lời vừa chút vừa sao mình sẽ thật mình sẽ thật đọc mình hay rocket time chắc khó nhưng mà sự phải nói là ba ba mình đã phải những gọi là thành
那个可能太不全了，所以不借嘛，我看了。